Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 28 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam há miệng mắc quai với Trung Quốc. Cựu giáo sư luật của Đại học Harvard, giáo sư Tạ Văn Tài nói rằng Việt Nam vẫn đang né tránh đề cập đến công hàm của Phạm Văn Đồng, một tài liệu mà ông cho là đã khiến Hà Nội há miệng mắc quai trong việc đấu tranh với Trung Quốc về vấn đề chủ quyền trên Biển Đông. Theo ông, Việt Nam nên đối đầu trực diện và rắn hơn với Trung Quốc, không để công hàm này làm khó mình. Đây là hình ảnh bản công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng đăng trên báo Nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 22 tháng 9 năm 1958, tài liệu do Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố vào ngày 30 tháng 1 năm 1980 để chứng minh chủ quyền của Trung Quốc đối với hai quần đảo Tây Sa và Nam Sa, tức Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Giải thích cho nhận định trên, giáo sư Tạ Văn Tài nói rằng trong những phản ứng gần đây của Việt Nam trước một loạt các hành động nhằm khẳng định chủ quyền của Trung Quốc, Việt Nam vẫn cho thấy thái độ né tránh và chỉ đề cập đến vấn đề công hàm sau khi Trung Quốc chủ động viện dẫn công hàm này trước đó. Nó có khái niệm mà tôi gọi na ná là há miệng mắc quai, mà theo luật quốc tế gọi là nguyên tắc không phủ nhận. Tức là nguyên tắc một quốc gia đã nói ra thì không thể nói ngược lại được. Giáo sư Tạ Văn Tài đã nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ như vậy. Vì sao Việt Nam lại né đề cập đến công hàm Phạm Văn Đồng là một câu hỏi được đặt ra. Chính công hàm vào năm 1958 do Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Văn Đồng gửi cho Thủ tướng Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Chu Ân Lai, trong đó viết rằng ghi nhận và tán thành bản tuyên bố vào ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quyết định về hải phận 12 hải lý của Trung Quốc. Tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Trung Quốc nói như sau: bề rộng của lãnh hải của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa là 12 hải lý. Điều này áp dụng cho toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bao gồm cả phần đất Trung Quốc trên đất liền và các hải đảo ngoài khơi, Đài Loan, vùng tách biệt khỏi đất liền và các hải đảo khác bởi biển cả, và các đảo phụ cận, quần đảo Bành Hồ, quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa và quần đảo Nam Sa và các đảo khác thuộc Trung Quốc. Và mặc dù Việt Nam cho rằng công hàm này không đề cập đến vấn đề Hoàng Sa, tức là Tây Sa, và Trường Sa là Nam Sa mà Trung Quốc hay gọi, nhưng với lời ghi nhận và tán thành tuyên bố của Trung Quốc trong công hàm Phạm Văn Đồng, Hà Nội trong những năm qua luôn rơi vào tình trạng lúng túng mỗi khi Bắc Kinh nhắc đến công hàm mà nhiều người gọi là bán nước này. Đây là hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam với tình cảm thắm thiết với chủ Thủ tướng Chu Ân Lai của Trung Quốc. Tại vì trong công hàm đó, lời nói của ông Phạm Văn Đồng nói mù mờ, công nhận những điều trong công hàm của ông Chu Ân Lai. Thành ra nó có thể giải thích nước đôi hại cho Việt Nam hoặc lợi cho Việt Nam. Giáo sư Tài giải thích như vậy. Cựu chuyên gia luật của Đại học Harvard tại Mỹ nói Trung Quốc muốn treo lủng lẳng công hàm Phạm Văn Đồng như một chiếc thòng lọng trên cổ người Việt Nam, khiến cho chính quyền Việt Nam rất ngại khi phải đề cập đến văn kiện này. Cũng theo tìm hiểu của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, trong những năm qua, Việt Nam không ít lần gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc để phản bác Trung Quốc về công hàm Phạm Văn Đồng. Tuy nhiên, những việc làm trên hoàn toàn không được thông tin rộng rãi trong công chúng, cũng như trên bình diện quốc tế. Và điều này chúng ta đã thấy báo chí nhà nước từ trước đến nay không hề đề cập đến vấn đề này mà chỉ được biết qua những truyền thông mạng xã hội mà thôi. Giáo sư Tạ Văn Tài cho rằng, ngoài các lý do giải thích ở trên, Hà Nội cũng có thể thấy xấu hổ nếu công hàm được phơi bày trước công luận. Bên cạnh đó, theo ông, Việt Nam còn bị lúng túng trước Trung Quốc vì một số ví dụ khác. Đây là hình ảnh cuốn sách Địa lý do miền Bắc Việt Nam xuất bản vào năm 1974 với nội dung công nhận Tây Sa, Nam Sa là của Trung Quốc. Nội dung sách ghi có đoạn: nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, vòng cung đảo từ các đảo Nam Sa, Tây Sa đến các đảo Hải Nam, Đài Loan, quần đảo Hoàng Bồ, Châu Sơn làm thành một bức trường thành bảo vệ lục địa Trung Quốc. Giáo sư Tạ Văn Tài đơn cử, một chuyện lung túng khác là sách giáo khoa hồi đó của Việt Nam in Hoàng Sa, Trường Sa, Trung Quốc đóng mở ngoặc. Và Trung Quốc nói Hoàng Sa, Trường Sa là trong chuỗi ngọc các hòn đảo của Trung Quốc, thì Việt Nam trong sách giáo khoa cho các em lớp 9 cũng nhắc lại câu nói của Tàu. Bản đồ là người Tàu sang làm cố vấn cho cục bản đồ của Việt Nam. Trên bản đồ ghi Hoàng Sa mở ngoặc, China đóng ngoặc. Bên dưới ghi dòng chữ Trường Sa cũng mở ngoặc, đóng ngoặc China luôn, mà cục bản đồ Việt Nam cũng nghe theo và làm. Chính mấy cái lẩm cẩm đó thành ra giống như há miệng mắc quai. Theo giáo sư Tạ Văn Tài, thay vì né tránh, Việt Nam nên đối phó trực diện với Trung Quốc về vấn đề công hàm và hóa giải nó bằng những luận cứ vững chắc.
có hai luận cứ mà Việt Nam có thể dùng để chống lại Trung Quốc. Giáo sư Tạ Văn Tài nói như sau. Thứ nhất, Hiệp định Geneva vào năm 1954 chia đất nước ra làm hai thì đã dành quyền quản lý hành chính Hoàng Sa và Trường Sa ở Nam Vĩ Tuyến 17 cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Tất cả các nước, trong đó có Trung Quốc, đã công nhận quyền chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa là thuộc Việt Nam Cộng Hòa. Và bản thân chính phủ này cũng như hải quân của chính phủ đã mạnh mẽ xác nhận chủ quyền ở các hải đảo trong biến cố Hoàng Sa năm 1974. Theo luật quốc tế, khi một quốc gia dùng vũ lực để chống lại sự xâm lăng của nước khác, tức là đã xác nhận chủ quyền của đất nước họ. Và như vậy, theo giải thích của giáo sư Tạ Văn Tài, ông Phạm Văn Đồng vào thời điểm đó chỉ đại diện cho chính quyền miền Bắc Việt Nam nên không có thẩm quyền tuyên bố gì về chủ quyền đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Đây là hình ảnh tập bản đồ thế giới do Cục Đo đạc và Bản đồ của Thủ tướng Việt Nam in ấn xuất bản vào tháng 5 năm 1972 đã ghi chú quần đảo Tây Sa và Nam Sa bằng tên gọi Trung Quốc. Hoàn toàn không thể tìm thấy tên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên tập bản đồ này. Nguồn của Bộ Ngoại giao Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đăng ngày 9 tháng 6 năm 2014. Và từ năm 1974 cho đến năm 1975, chính Việt Nam, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bây giờ cũng công nhận thực trạng 20 năm đó. Và Việt Nam bây giờ là quốc gia kế quyền trong việc hành xử bảo vệ chủ quyền đất đai đó, giáo sư Tài nói thêm. Cũng theo ông, sự công nhận này cũng thể hiện qua việc cựu Thủ tướng của Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng trong bài phát biểu trước Quốc hội vào năm 2011. Tại cuộc họp này, ông Nguyễn Tấn Dũng nói, năm 1974, Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa trong sự quản thúc lúc bấy giờ của chính quyền Sài Gòn. Chính quyền Sài Gòn đã lên tiếng phản đối, lên án việc làm đó và đề nghị Liên Hợp Quốc can thiệp. Ngoài ra, theo giáo sư Tạ Văn Tài, sự tồn tại của tình trạng hai quốc gia tại Việt Nam vào thời điểm đó còn được xác nhận theo định nghĩa của Công ước Montevideo với bốn điều kiện là có dân số ổn định, có lãnh thổ xác định, có chính quyền và có khả năng tham gia vào các quan hệ quốc tế. Luận cứ thứ hai, theo giáo sư Tạ Văn Tài, công hàm Phạm Văn Đồng chỉ là một tuyên bố đơn phương, không thể xem như một hiệp ước nhượng lãnh đất đai và lãnh thổ cho Trung Quốc. Cũng theo ông, vào thời điểm diễn ra sự việc ông Phạm Văn Đồng gửi công hàm chính là lúc chính quyền miền Bắc đang chịu sự giúp đỡ rất lớn từ Trung Quốc, nên công hàm trên chỉ có tính chính trị và ngoại giao, nói thẳng ra là nịnh Trung Quốc mà thôi. Ông Phạm Văn Đồng thường giữ vai trò thủ tướng đến ông không có quyền. Đây là hình ảnh Thủ tướng Phạm Văn Đồng với Chủ tịch nước, với Thủ tướng Chu Ân Lai của Trung Quốc. Theo Hiến pháp vào năm 1946, việc nhượng đất đai cho nước ngoài chỉ có Chủ tịch nước Hồ Chí Minh mới có quyền ký nhượng đất mà phải có Quốc hội phê chuẩn hiệp ước đó nữa. Còn chưa có những thủ tục đó thì không có vấn đề nhượng đất, giáo sư Tài giải thích thêm. Cũng theo giáo sư Tài, Việt Nam nên có tiếng nói mạnh mẽ hơn nữa và công nhận luận cứ của mình về công hàm cũng như những vấn đề về chủ quyền trên lãnh thổ tại các diễn đàn lớn quốc tế như Liên Hợp Quốc và các nơi khác. Ngoài ra, tiếng nói mạnh còn phải xuất phát từ những người đứng đầu nhà nước, chứ không chỉ dừng lại ở những người làm công tác ngoại giao của Việt Nam như hiện nay. Giáo sư Tạ Văn Tài nói tiếp, phải nói mạnh lên mới được, còn bây giờ cấp lớn đâu dám nói, thủ tướng đâu dám nói, chỉ sai các văn nhân nói mà thôi. Ngay cả Bộ trưởng Phạm Bình Minh khi ra trước Liên Hợp Quốc, lúc đó đang hành hạ Việt Nam với việc Trung Quốc đưa tàu vào xâm phạm vùng quyền kinh tế, cũng chỉ nói có những vấn đề bất ổn ở Biển Đông mà không nói đến tên nước Trung Quốc. Theo giáo sư Tạ Văn Tài, việc tỏ thái độ cương quyết chiến đấu tới cùng cũng là rất cần thiết trong việc đấu tranh với Trung Quốc. Lấy ví dụ Mỹ và Liên Xô trong thời gian chiến tranh lạnh, cả hai đều tỏ cho đối phương thấy tư thế đạn đã lên nòng của mình. Giáo sư Tạ Văn Tài cho biết rằng trong vấn đề Biển Đông, Việt Nam cũng phải tỏ cho Trung Quốc thấy thái độ quyết tử nếu cần để bảo vệ chủ quyền. Phải dọa, phải nói trước để khỏi phải đánh nhau, ông nói, phải mềm nắn rắn buông, Trung Quốc là như vậy, đừng có mềm quá, nó nắn thêm, phải rắn lên thì nó mới buông. Cũng theo giáo sư Tạ Văn Tài, so với các nước khác trong khu vực, Việt Nam có một vị thế rất quan trọng trong chiến lược của Mỹ và các nước khác. Vì vậy, đã đến lúc Việt Nam cần phải chấm dứt nỗi sợ hãi Trung Quốc và lên tiếng mạnh mẽ cho chủ quyền và quyền lợi của mình. Việt Nam đã rút ra nhận thức rõ ràng về ai là bạn và bạn của ai đến với chúng ta trong lúc khó khăn, ai chỉ là đối tác. Qua những gì chứng kiến về an ninh trên Biển Đông, trong lúc diễn ra đại dịch viêm phổi Vũ Hán, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói với truyền thông quốc phòng và quân đội nước này. Đây là hình ảnh Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu hôm 26 tháng 4 năm 2020 rằng những lúc như thế này chúng ta sẽ biết ai là bạn thân thiết, ai là người mà chỉ là đối tác. Những lúc như thế này mới thấy rằng
khi đất nước mình gặp khó khăn thì những ai sẽ đến với chúng ta? Thứ trưởng phụ trách đối ngoại quốc phòng của Việt Nam tại Bộ Quốc phòng nói rằng cần phải lên án những quốc gia có lợi dụng thời điểm diễn ra đại dịch viêm phổi Vũ Hán để thúc đẩy những hành động mà ông gọi là phi pháp cũng như đẩy mạnh tham vọng trong một phát biểu gây chú ý vào hôm 26 tháng 4 trên năm 2020 trên kênh Quốc phòng Việt Nam thuộc Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói tiếp như sau: những thách thức ở an ninh khu vực thì nói dù có dịch hay không thì nó cũng đều tồn tại. Nó là thách thức nhưng nó chưa phải là nguy cơ. Và điều đáng lên án là những quốc gia nhân cái dịp này để đẩy mạnh những hoạt động phi pháp và tham vọng của họ đối với cái đó mà tôi nói là không có lợi cho quốc gia đó. Quốc gia nào mà làm điều đó không có lợi. Trong lúc này chúng ta không bao giờ quên những nhiệm vụ khác để mà đối phó với các thách thức an ninh. Ví dụ như bảo vệ chủ quyền chúng ta không thể quên, không thể lơi là. Tàu hải quân của chúng ta, cảnh sát biển của chúng ta không có nghỉ ngày nào cả. Và bộ đội ở Trường Sa làm sao mà không để dịch bệnh thôi, chứ không có một đồng chí nào cần phải dừng nhiệm vụ cả. Về quan hệ đối ngoại và quốc tế qua diễn biến an ninh trên Biển Đông, trong lúc diễn ra đại dịch viêm phổi Vũ Hán, ông Nguyễn Chí Vịnh, người vừa được là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy viên Thường trực Quân ủy Trung ương của Quân đội Nhân dân Việt Nam, nói tiếp như sau: cái này quan trọng lắm và tôi cho rằng bài học quan trọng nhất đó là dự báo đúng tình hình và hạ quyết tâm sớm. Đứng trước các diễn biến ngày càng nguy hiểm ở trên Biển Đông do Trung Quốc gây ra, nhất là mới đây khi nhà cầm quyền tại Bắc Kinh đã tuyên bố với thế giới và gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc để khẳng định một lần nữa Trường Sa và Hoàng Sa thuộc chủ quyền của họ và yêu cầu Quân đội Nhân dân Việt Nam lập tức rút khỏi các đảo, nhà giàn. Đây gần như là một tuyên bố chiến tranh. Và Việt Nam cần phải chuẩn bị cho một tình huống xấu nhất có thể sẽ xảy ra trong thời gian tới. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Ba, ngày 28 tháng 4 năm 2020 với bản tin Việt Nam há miệng mắc quai với Trung Quốc. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.